Chào em nhé, thì hôm nay là chủ nhật. Hôm nay thì sáng nay mình trộn mồi câu rồi, mồi định đi câu lăng xê, nhưng mà thực ra thì đi xuống hồ nó quá đông ấy. Đi xuống cái hồ mà đến mười mấy cần, thế mà cái hồ bé tí. Mình định đi câu lăng xê nhưng mà xuống cái hồ thì đông và đang mùa dịch bệnh nên là mình không xuống nữa. Thì trộn mồi thì mình bỏ tủ lạnh rồi, thì đến hôm khác thì mình đi quay video, thì mình đi câu thì mình sẽ quay cho anh em xem. Thì tiện thì do là thấy đông người quá mà cái mấy cái hồ này cũng ít anh em biết ấy. Nó có ba cái hồ giá nó đều 100.000 hết. Thì hôm nay thì tiện thì mình đi mình quay, do không đi câu được nên là mình ra hồ đấy mình quay ba cái hồ này, nó sát nhau thôi, nó đều 100.000, anh em ngồi thoải mái luôn cả ngày. Nên là cả ngày, nhưng mà với cái điều kiện là nếu mà anh em ngồi cả ngày thì được cá thì tốt nhất là giấu đi cho chủ hồ người ta đâu biết. Người ta biết thì người ta cũng bảo thôi nghỉ đi. Nên là anh em này được cá thì giấu đi một tí. Ba tí nữa thì bây giờ mình sẽ ra hồ mình quay ba cái hồ câu này cho anh em xem nhé. Thì địa điểm ở đâu và hồ địa chỉ như nào thì mình có nói ở trong video. Nên là anh em đừng vào comment hỏi mình là địa chỉ ở đâu nữa nhé. Anh em nào vào comment thì thực ra thì anh em mà không xem video anh em tua nên là anh em không biết cái điểm ở đâu cả. Ok anh em, bây giờ mình cùng em ra ba cái hồ câu này, mình chỉ cho anh em xem. 100.000 một ngày, anh em phù hợp giá cả sinh viên cho tất cả những anh em mới tập câu thoải mái. Ok. Hôm nay nếu mà đông 10 cần. Nay nó quá đông, chủ nhật nó quá đông. Đấy, anh em ngồi đúng quy chuẩn 2 mét một người nhá. Ông sư huynh này câu đài mà còn chưa được con gì à? Ông chú đây mà được một con chép rồi. Ổ kia vẫn còn tằm xốp đầy, không biết ném thính được bao giờ, bây giờ mà xốp vẫn lên cơ. Câu đài là ngồi với chỗ cái chòi, chỗ ông già kìa. Hồ Lượng, hồ câu Lượng, đây là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội. Trường Cao đẳng Cao Hà Nội đây anh em nhá. Ngồi 100.000 ngồi bét nhè luôn. À. Bên kia nướng cá. Cái hồ bằng cái lỗ mũi mà 10 cần câu. Mấy cả hôm nay là ngày nghỉ nữa à, mới đông. Dịch bệnh thì dịch bệnh chứ, nhưng mà vẫn nhiều người, người ta phải đi làm mà sao. Ngày nghỉ người ta đi. Ông sư huynh này có hay ngồi câu ở đây không? Có số của Lượng chưa? À, thế thì chắc là mới. Ông Lượng hôm thứ nhất, hôm thứ hai, cùng lắm là hôm thứ ba ra là xin số điện thoại rồi. Còn sao mà thả cá là ấy luôn à, nhắn tin luôn. Hôm nay thả cá gì nhé. À, con gì ủm to thế, trôi à? Trôi, con ủm giữa hồ kìa. Hôm nay cái hồ này thì cá nó không to, nó chỉ thoảng nó sót con thôi. Ông nào kìa, ông nào ném gì kìa, ném lăng xê bể ống bơ. Có được. Ui chết cả. Mái mà đi mại xe rộng. Ông anh này câu bát giỏi nha. Mình ngồi giờ mình bỏ mình câu bát là mình không câu được. Các bên này ăn chun luôn. Câu đài đấy. Không mùi về. Tạm nghỉ ngày hôm nay. Đông thật, hôm nay đông thế đấy. Hồ Lượng hôm nay 10 cân nhá anh em, hồ 100.000 nhá. Giờ đi sang hồ 200. À quên, hồ 100 nhá. Sáng xuống định đi câu nhưng mà đông quá lại thôi.
Ở đây ông sư huynh này ngồi suốt từ sáng giờ được mấy con rồi? Chả được con nào. Chưa được con nào á? À? À, cá chim bằng bàn tay á? À? À, thế cũng có được nhiều anh được chục con chưa? Được chục con chưa? Ôi thế nó ăn ủi được giật rồi. Thế chắc là nhà nó mới thả cá chim đấy. À sao nó hồ con à? Hôm nay bao nhiêu cần nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 đồng ấy. Đấy, ông của em là câu đài này kiểu gì mà chả vớ được. Được cá chim chưa em? Được cá chưa? Ở đây cá gì đây? Trôi, ui, trôi to thế. Trôi bằng cổ tay. Ở đây ai cũng được cá hết này. Đây này. Ừ. Ui tăm kìa. Ở nhà tăm đúng phao kìa. Mấy cậu này câu buổi sáng đây đúng không? Được chưa em? Mới được một con à? Ba cần được một con à? Đến lúc mà đánh sát đấy nguy hiểm phết. Vừa xong tăm to tướng ấy. Tôi già là đi bắt trộm ổi à? Đi hẳn vào vườn chứ ạ. Đi hẳn vào vườn nhá. Người ta đâu không nói đâu. Đi hẳn vào vườn nhá. Còn là không vườn bằng. Có màn chun. Ủa, đội trong kiểu đông. Anh công an trong đây nó vọt phát. Ủa, nó vọt phát đi ăn chun. Chú được con nào chưa? À, chưa được con nào. Chưa được con nào thì chẳng đợi. Đấy, câu nó vui. Cảm ơn gì. Hôm nay định đi câu anh em ạ, thế nhưng mà do hôm nay là chủ nhật hồ đông quá nên sợ dịch bệnh xuống quay phim anh em xem biết qua về cái hồ này cũng 100.000 anh em nhé. Hôm nay là hồ Vân Dũng, bên đây thì có hai cụ già đang ngồi này. Hôm nay rất chi là đông cần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cần thôi rồi. Cái hồ bằng cái lỗ mũi mà 13 cần anh em, tin được không? Đấy, ngồi bờ này đánh được này. Đó. Chẳng qua hôm nay mình không đi thôi, mình mà đi thì mình chấp cả hồ ngay. Mỗi tội là thấy đông quá nên mà hơi e rè. Để ngày mai mình đi. Hai cậu này cũng đánh hai cần lăng xê này nhưng mà chơi cái gì. Em ơi, từ sáng được mấy con rồi? Mỗi một con trôi à? Trôi bằng cổ tay à? Ông ở đầu bên kia thấy bảo được 5-6 con chim rồi. Ném cái cục lăng xê vào tít ở trong kia mà nó không ăn à? Cái cục phao kìa. À cua. Ném cục lăng xê vào tít kia mà không ăn à? Ở trong đấy ném tầm đấy được rồi, ném vào trong toàn xác mới que. Đây là trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội bà con nhá. Hiện tại đang rốt dịch ở đây. Hôm nay không ngờ hơn chục cần. Vừa về bớt rồi à? Ôi, hôm nay không khéo đâu, lúc đông chắc phải 15-16 người em. À, chắc là bà Vân chưa ra thu tiền không về luôn đâu. Tốt nhất là anh em ở gần khu vực này cũng hạn chế ra cái khu vực này nhá, bởi vì đây nó trường học này hiện tại đang là khu vực cách ly nhá. Cũng liều mình lắm ấy đi ra đây.
Hôm nay thì đúng ra là người ta không cho câu lăng xê anh em nhé, nhưng mà đôi khi chủ hồ nó thoải mái, nó ném lăng xê mà nó lắp phao thì câu vẫn được, nó vẫn ok. Thế là không vấn đề gì cả. Lô bọn em 300.000 được một con trôi rồi. Nãy thì có ăn chun. Ra thì ở cái hồ này trôi nó không to, có nhưng mà ít lắm. À, nếu mà lúc nào nó cứ được giật là được rồi. Sáng mình sáng xuống giờ chắc là phải được mười mấy 20 con. Mười. À đây nó cắt cái dây này rồi. Đứa nào nó cắt mà. Chắc là ông nào dính phao xong rồi ông ấy cắt. Vẫn còn đường ngang kìa. Đó, ngày dịch nhưng mà hồ rất chi là đông nhá anh em nhá. Rất chi là nguy hiểm nhưng mà cũng chấp hành nghiêm chỉnh thì chứ 2 mét một người. Đừng có đùa. Gì? Giật mắt cả con lại nhảy lên. Mấy ông kia là mới học câu rồi, nhìn cần kia mới học câu. Nó mới học câu. Hai anh em đúng ra hôm nay định đi câu nhưng mà cuối cùng thành đi hóng nhá anh em nhá. Thì thấy tốt nhất là giờ mình cứ cẩn thận, thấy hồ mà đông đông người một chút là thôi. Ở nhà anh em nhá. Hồ câu 100.000. Đây cả cần thủ nữ đây này, siêu cần thủ đây này. Chị phát. Chị câu từ mấy giờ? 12 giờ. Thế mà chưa chạm cái nào hả? À to ạ. Chị giật hay là anh giật? À em tưởng chị giật, chị phải giật đi chứ. Chị có hay đi câu cùng anh không? À thế à. Thì ở đây bạn ấy đi giải trí thôi. Và đi cho nó vui. Cuốn máy. Đấy à, chuyên nghiệp đấy đừng có đùa. Cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Hưởng cuốn máy cho chị. Chị không ném hổ câu mồi về à? À còn ném hổ. Ôi giời, từ giờ đến tối thế nào chả được con to. À cá chép vào to không chị? Ôi thế là ngon quá, hồ này mà cá 2,5 con thì ăn thì dai như thịt trâu. Nhà chị có ở gần đây không? À. Phú Diễn à? Phú Diễn thì gần. À, Hoàng Cẩm Chất. Bên này là các phần thủ bô lão anh em nhé. U 60 trở lên. Cụ này chắc là có cụ phải đến 80 rồi quá. À. Gặp ông sát thủ ở hồ Vân Dũng đây mà còn chưa được cá thì ai được. Ông được con gì chưa? Sắp được rồi. À thế à? Ừ. Hôm nay là hai ông đi chiến đấu một cần à? Hai ông chiến đấu một cần. À. Thay nhau để nuôi cá đây.
nhưng mà cá cả. Sáng nay cháu cũng định xuống đây nhưng mà xuống thế đông quá nên là thôi. Hôm nay cũng đi cả. Hôm nay chủ nhật. Ui, trong này có con gì thở to thế? Sộp à? Ông câu ở cái mép này hay được trôi này. Ở cái chỗ đầu, cái chỗ cây cụt này nó có mấy cái ổ rô phi cháu hay mò chai nhiều lắm. À đấy, thấy chưa, có tăm cái kìa, tăm nhiều chứ kìa. Tăm ổ đấy sao ông ra ông đánh đi. Cái kia toàn tăm cá kìa. Đấy cũng cả tăm chính sao. Mấy cái cậu ở trong kia không biết được cái gì chứ không biết. Thôi đi giải trí mà không được, không thấy nó ăn thì về thôi. Cái hôm nay nó như kiểu nó muốn mưa mà nó không mưa được. Nó mưa thì nó không. Và nó như kiểu là người muốn nó như kiểu là người muốn hắt xì hơi nhưng mà không hắt xì hơi được. Con cá lên nó bẩn, nó vẫy phát thế là hôm mà chính ở cái hồ này hôm nào mưa rào ấy, hôm có hai lần cháu câu đang câu thì nó mưa rào, mà mưa rào nó ăn mạnh lắm ấy. Mới tội ướt thôi. Bây giờ muốn nhiều cá là phải cá rồi, ôi cá trôi, cá trôi bé, dư chén hết thật, lại được nhiều. Ông lấy cái khăn mặt đây này, mục xương lên, đây khăn mặt đây ông ơi, khăn mặt đây này, cái loại này là bên cá giống như này, đúng rồi, cái loại này là đợt trước nó bằng ngón tay cái ở hồ bên này nó sang này, nhưng bây giờ nó lớn rồi. Cái hôm mà cháu câu ở cái hồ này cháu không lấy cho được 20 mấy con, nó chỉ bằng ngón chân cá, nhưng thế là cháu không câu nữa đấy. Cháu không câu nó phải đến nửa năm mà nó còn to lên còn này. Và đây là cái lứa nó bé nhất đấy. Đúng rồi, cái hồ nước cá giống này nó tràn sang bên này. Tràn là cá chim về làm gì? Đấy, câu thích nhất là những phát thụt như thế thôi, to nhỏ cũng được, nó cứ thụt là được. Nhặt là được. Đúng rồi. Thế đây từ 5 giờ sáng ngồi đến 10 giờ đêm thì mình à, thế để bữa nào qua. Hồ Tân Ngải bên cạnh Hồ Vân cũng 100.000. Bây giờ là cũng 100.000 ngồi cả ngày à cơ. Hồ không có cá mấy, đâm ra là 100.000 ngồi cả ngày anh em. Nhìn kia, nhìn như kiểu hưng béo nhỉ, đúng không nhỉ? Anh Hưng à? Được gì chưa? Ồ rồi, lại gặp ngay ông béo ngồi đây rồi. Đây, hồ này cũng 100 anh em nhé. Hôm nay tôi lổ 3 địa chỉ hồ, 3 hồ. Một địa chỉ 3 hồ đều 100k hết anh em nhé. Thời gian câu thì hôm nay là nó cũng khá thoải mái. Có cái hồ nhà Tân Ngải này thì thực ra thì câu thì giờ giấc nó không được chặt lắm này anh em này. À, giờ giấc nó hơi chặt này. Đúng là thường thường mình không thích ngồi câu hồ này. Hồ này thì có ổi nhá. À, nếu đi vào câu thì cứ vặt ổi mà ăn thôi. Nhìn nó quen quen, hóa ra là đúng là người quen thật. Toàn anh em dân câu gặp nhau thôi. Hôm nay đông thế. Hồ nào cũng đông. Sáng em định xuống Hồ Vân mà thấy nó sáng rồi, bây giờ là 8 gần rồi, thế là thôi đi về. Trộn mồi rồi chứ. Ở bên kia thấy thôi, ông già ông lên nó trôi bằng ngón chân cái. Có cái thằng ở đầu ấy thì nó được 5 con cá chim bằng bàn tay. Hồ nhà này bây giờ nó cũng 100 ngồi bét nhà đúng không? Nếu kéo mai vào mẹ hồ này đánh, hồ cho nó con mèo. Hồ cho nó con mèo. Hồ này nó con mèo. Vài con. Thế giờ nó chủ yếu là cái trò gì? Trôi à? Trôi chép à? Ờ. Vân Dũng thì trôi con, nó còn chưa có cá tính gì cả. Toàn vừa lấy giấy khai sinh xong.
chắc là ở đây nó phải tầm cân rưỡi 2 cân đổ lên đúng không? Ai? Ai nhá? Ôi nhìn thấy con xe vàng vàng quay ra nhìn giống giống đúng đúng hàng xóm mới rồi. Không chạm à? Anh ngồi từ mấy giờ? Ôi trời. Ông thần câu đại hiệp ngồi đây mà không chạm nữa thì cả hồ ăn chun. Mỗi thông ẩm này. Không ẩm ngô à? Nước bên này nó được bao phân? 70 phân à? Chép to chưa ai được à? Ô bát đây. Rồi, đây là cái điểm 3 điểm hồ câu 100k tại khu vực Nam Từ Liêm Hà Nội anh em nhé. Trước mặt đây là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội. Anh em xem video thì cố gắng đừng có tua, thì anh em không phải hỏi lại nữa. Mấy anh em nào vào hỏi để xin địa chỉ hồ thì mình cũng buồn lắm, mình không trả lời đâu nhé. Rõ ràng trong cái video này nói đến 4-5 lần địa chỉ hồ rồi mà anh em nào còn hỏi nữa thì mình cũng bó tay luôn. Đó, đây là hồ câu Tân Ngải này. Rồi, mình... Tân Ngải anh em nhớ, nhớ rõ Tân Ngải. Hồ câu này có thuyền thả thính luôn nhé. Đây là hồ câu Vân Dũng. Đấy, toàn là đằng sau trường hết. Ổi nhà nó ngon mà, ổi găng đấy. Ờ, anh đi chơi. Ôi, bên này móm gần hết rồi anh em nhé, ăn chun gần hết rồi. Mỗi ông đầu tiên được 5 con chim bằng bàn tay thôi. Cố lên, làm con chắc 3 cân rồi về. Ai đây à? Hơi oan. Đông lắm anh em ạ, này đông. Hôm trước thằng Thanh rất giấy thép đúng không? Trêu thằng Thanh bảo hôm trước nó rất giấy thép đúng không? Ôi, bạn này cố làm cho cái chật cái túi kia đi rồi về. Về bây giờ á. Tươi nhất là mỗi ông đầu tiên này thôi. À, 5 con chim. Hôm nay cái ngày gì mà hồ nào cũng đông nghịt. Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày trốn dịch. Hồ nào cũng đông. Đây còn bên cạnh đây là hồ nhà Lượng nhá anh em nhá. Ra cắt Lượng đấy, cũng 100.000. Cũng ngồi thoải mái luôn đấy. Nổ cho anh em ba cái địa chỉ hồ câu ấy. Quá ngon luôn. Đây là trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội. Ok, hẹn gặp lại anh em ở cái video sau.